Cái khu này thì ở trong cổng nó build nhà mới còn rất nhiều là đất. Thì cái nhà này là nhà của mình đây. À, gắn phân nửa cái này ngộ. Thôi chắc chưa xong, cái này cũng chưa gắn nữa. Ok, cái này cái phòng đầu tiên. Cái này để gắn cái veo nhìn xuống cái cửa chính, 8 feet, cái chỗ 8 feet. Ok, cái phòng này là phòng coi phim cho nên mới không có cửa sổ, nó sẽ làm tối thui luôn. Này gắn thêm mấy cái reo nữa, này để tạm thôi, bữa nào gắn cái reo. Nó mông gòn cầu thang ở dưới, hình như nó chưa làm xong nó còn gắn nữa, chứ đâu phải làm phần nửa gì. It's kind of keep it cool hả? Neighbor, mấy nhà kế bên toàn là nhà to không, nhà bự bự không thấy chưa. Này này trong cổng cho nên mấy nhà xung quanh cũng trong cổng, phải trả thêm tiền nếu muốn ở trong cổng. Bây giờ không có fan. Waiting for a house to be built. That's a sneak peek. This fireplace. Oh, the rail's gonna come. This kitchen. There's a room over here. Nothing, no wall at all. Yeah. Three car garage. Thời trúng số để mua mấy cái nhà phía sau nhà. Trời má ơi, mấy nhà mà có tổ bố ơi, trời. Trời ơi, mua đống sình này nha. Để đi mua cái đống sình này. Mua một cái đống sình. Chú cha ơi, cho một cái chỗ để gắn tivi. À, mỗi ký tên thôi đi xịt lùm la, không biết có nhà của mình hay không mà cứ đi xịt thôi. Anh phải bỏ lại wait like this so they push it back. Hôm nay ngày mấy nè? July 10 hả? July 10 hả? What's the day? July 10. Không đi xịt tùm lum la mà. Sao mà waste quá vậy, xịt dưới floor luôn hả anh? Why you waste like that? Hả? Huh? It doesn't look all this on the floor. Để mai mốt mà coi làm kỷ niệm nè. Mày xịt phá nhà.